Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, đới gió đông nam ẩm của khối không khí lạnh lệch đông đang khiến cho các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, hiện tượng sương mù thì xuất hiện nhiều nơi. Ở khu vực phía đông bắc bộ, nơi chịu ảnh hưởng nhiều của khối không khí lạnh suy yếu nên còn có cả những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí ở mức cao trên 85%, nên dù nhiệt độ không quá thấp, chỉ trong khoảng là từ 12 đến 13 độ ở vùng núi và từ 14 cho đến 15 độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy khá là rét. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm, ảnh hưởng của nó đến thời tiết miền Bắc giảm đi. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trưa và chiều nay trời sẽ chuyển khô ráo hơn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ dao động trong khoảng là từ 19 cho đến 22 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ dao động từ 22 cho đến 24 độ. Ở miền Trung, thời tiết cũng đang có những chuyển biến tích cực hơn. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong sáng nay mây nhiều, có mưa nhỏ, đến trưa chiều mây giảm, trời khô ráo. Với khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn duy trì mưa, mưa rào rải rác. Còn khu vực Nam Trung Bộ, vùng từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận, ngay lúc này thì trời đã có nắng. Nền nhiệt ở Trung Bộ tăng dần từ Bắc xuống Nam. Khu vực Bắc Trung Bộ có mức nhiệt là từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ duy trì mức nhiệt 24 đến 27 độ và Nam Trung Bộ có mức nhiệt cao 27 cho đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn mùa khô, vì thế trời khá ít mưa, ngày trời nắng. Nhưng do có tác động khuếch tán của khối không khí lạnh, nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trong ngày hôm nay phổ biến từ 27 cho đến 30 độ và Nam Bộ có mức nhiệt là từ 30 cho đến 33 độ. Trên biển, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau trong ngày hôm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biến động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Các khu vực khác, gió đều dưới cấp 5. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.